shopmitsutv.com, đăng nhập vào shop nhận ngay 10k miễn phí. Đặc biệt khi chúng ta nạp tiền và quay kim cương có cơ hội nhận được x2 vào tài khoản nhá. Anh em nào mà chúng ta đang muốn có nhiều kim cương còn chần chừ gì, không vào ngay đi anh em ơi. Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Mình chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ nhá. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi sự kiện Boza Go này, kèm theo có rất là nhiều những cái phần quà cực kỳ ngon nhá. Ở đây thì mình cũng có được bin Garena dành tặng một cái phần quà ngày Boza cho reviewer, tức là những cái streamer review chiếc vật phẩm ấy. Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ nhận được gói ông hoàng Boza hoàn toàn miễn phí nè, rất là ngon đúng không? Kèm theo đây là một cái chảo phong cách nhá. Đây, chảo phong cách của các bạn đây. Mình sẽ cho anh em xem qua một số phần quà ngon trước. Chảo này thì có hiệu ứng luôn nhá. Đây, cho anh em xem. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một hòm sao phong cách này. Đây, hòm sao phong cách của anh em đây. Đó. Và xe thính phong cách, xe này có hiệu ứng luôn. Uầy, cực kỳ xịn sò nhá. Đó, nếu mà chúng ta có xe thính phong cách kiểu có hiệu ứng thì nó rất là đẹp luôn đúng không? Nên là anh em nhớ tham gia sự kiện này nhận phần quà rất là ngon nhá. Và mình còn nhớ là cái sự kiện bơ ra lần trước ấy, trang phục này mất kim cương nhỉ, mất kim cương mới nhận được. Mà lần này cho free thì anh em phải gọi là ủng hộ gà rán càng nhiều hơn đúng không? Đó. Thì ở đây anh em có thể truy cập vào được cái sự kiện bơ ra rồi. Đây. Thì sau khi mà chúng ta vào đây sẽ có một cái phần quà đăng nhập hàng ngày. Thì mình cũng có nhận cái phần quà này rồi ấy. Thì sau khi chúng ta nhận xong thì sẽ được xúc xắc bô ra. Mình ở đây chỉ được một cái xúc xắc thôi. Và nhiều bạn thì cũng hỏi là cái xúc xắc bô ra này kiếm ở đâu anh. Thì xúc xắc bô ra này ấy, để trong thời gian diễn ra này, thì các bạn có thể kiếm được cái xúc xắc bô ra thông qua đăng nhập hàng ngày bằng cách tham gia các hoạt động liên quan khác. Đó, xúc xắc bô ra thì sẽ dùng để chúng ta chơi những cái sự kiện bô ra gâu các bạn nhé. Đó, Boza Go thì chúng ta sẽ chơi chúng ta sẽ dùng cái này đó. Và tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có một số phần như là web sự kiện, quà đăng nhập. Quà đăng nhập thì có được cái thẻ tạo phòng 2 giờ này đó. Tiếp theo là Boza bùng cháy này, cửa hàng Boza thì anh em sẽ đổi được những cái phần quà ở đây nhá. Thì chúng ta cái phần cổ điển ấy thì chúng ta sẽ được pin bong phong cách này, sống vì bóng chày này đó. Cửa hàng Boza, còn cái phần cửa hàng cao cấp thì sẽ được thêm trang phục nữ hoàng Boza miễn phí này, xe tính rồi hòm xác này. Và một số bạn bảo mình là làm sao để chúng ta đổi sang được cái cửa hàng cao cấp. Hình như là chúng ta sẽ đây, từ mình đọc qua cái phần này cho tất cả bạn xem nhá. Cái cửa hàng Boza này, Su Boza là đơn vị tiền tệ của cửa hàng Boza có thể nhận được trong Boza Go, và hãy cố gắng càng nhiều xu để chúng ta đổi những phần quà này đó. Để mình xem cái phần chung nhá. Thì tung xúc xắc bô ra để chúng ta giành được những cái xu bô ra này, chúng ta đổi trong cửa hàng bô ra. Đó, hình như là chúng ta phải đổi được những cái phần quà này đấy anh em. Đây, cái phần cửa hàng bô ra đâu nhỉ. Chúng ta phải đổi được những phần quà này đã, xong rồi chúng ta mới sang cái phần bên bên đây nhá. À không, sorry các bạn, mình nói nhầm nhá. Sorry các bạn, mình nói nhầm nhá. Thì cái cửa hàng bô ra ấy sẽ mở từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 anh em nhé. Thế là chúng ta chỉ mở trong 10 ngày thôi. Đó. Còn cái phần cửa hàng cổ điển thì chúng ta mở từ ngày hôm nay rồi. Còn cửa hàng cao cấp thì chúng ta phải mở từ ngày 20 nhé. 20 tháng 11 thì chúng ta mới mở nhé. Tiếp theo thì đến với Boza Go này. Đây, ok. Boza Go thì chúng ta cứ dùng xúc xắc thôi. Và quan trọng nhất là anh em nhớ này, là những cái ký hiệu trên cái phần đây, những cái ký hiệu trên Boza Go này thì nó tương ứng với những cái phần ở đây nhá. Như là cái hộp này thì sẽ là phần quà bí ẩn này. Hình giống, rất giống là cái phô mai luôn nhá. Theo mình thấy là rất giống là cái phô mai luôn đấy. Tiếp theo thì ở dưới đây chúng ta có cái phần nhận xu Boza này đó. Nhận gấp đôi phần quà trong 3 lần xúc xắc lên tiếp theo. À, nghĩa là khi mà anh em tới được cái quả bóng ấy, giống quả bóng, quả bóng bóng rổ ấy, thì anh em sẽ gấp đôi phần quà trong 3 lượt tung xúc xắc tiếp theo. Nghĩa là anh em vào cái Suboza thì sẽ được tới 2 Suboza liền. Đó, vào chiếu xúc xắc thì sẽ được 2 cái xúc xắc liền. Ôi, được nhỉ. Đây, mình sẽ quay thử cho anh em xem nhá. Ơ, tại sao mạng nó khá là lag nhỉ.
Hiện nay thì mình cũng chả hiểu tại sao mà mạng của mình nó cứ lag lag lag, do kiểu giống như là đứt cáp quang anh em. Mình cũng không hiểu là sao mà mạng nó lag như thế. Đây để mình xúc xắc xem, không biết là chúng ta đi được có một lượt thôi. Thường thường mình thấy là mình chơi một trong một số nick phụ ấy, lượt đầu đều trúng được cái xúc xắc nhá. Không biết là anh em có giống mình không, lượt đầu toàn trúng xúc xắc rồi. Để lượt tiếp theo xem nào. 1, 2, 3, 4. Ui, lượt tiếp theo mắc 7 này. Ui, các chúng ta mắc 7 rồi. Mắc 7 thì sao đi nhở? Một cái 7 do quái vật bô ra đặt ra. Nếu bạn gặp bô này, lần tung xúc xắc tiếp theo sẽ chỉ cho kết quả là 1. Tức là anh em chỉ đi 1 được thôi. Chỉ đi đi được một ô tiếp theo. Cái ô tiếp theo thì chúng ta sẽ được màu xanh thì sẽ 3 bước tiến. 1, 2, 3 thì chúng ta sẽ được vào cái phần nhân 3 phần quà. Đó, ok, mình tính hai lượt xúc xắc tiếp theo cho anh em luôn đấy nhá. Thì trong hai lượt xúc xắc tiếp theo thì anh em sẽ nhận được nhân 3 phần quà. Đó, ok chưa? Đó. Thì đây tiếp theo đây là cái web sự kiện này. Web sự kiện thì chúng ta cũng ra mấy cái phần này thôi. Phần Battle Instyle cũng chưa có này. Đó. Cái này thì chúng ta cũng mới có phần như thế thôi. Suboza mình cũng không hiểu là mình chỉ kiếm được như thế thôi hay sao. Hay là chúng ta sẽ vào trong trận đấu. Theo mình nghĩ là chúng ta vào trong trận đấu thì chúng ta vẫn kiếm được cái Suboza này. Đó. Chúng ta vẫn kiếm được Suboza này anh em nhá. Theo mình là như thế. Ok. Và anh em xem video thì chúng ta đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn free nhân vật Leon này thì khi mà anh em chúng ta bình chọn lên 5 triệu lượt bố giá ấy, thì anh em sẽ nhận được quà nhá. Đây mình không vào được rồi. Thì sau khi anh em chúng ta bình chọn lên 5 triệu cái lượt bình chọn ấy, thì anh em sẽ nhận được cái phần quà. Đó chính là nhân vật Leon miễn phí toàn server dành cho tất cả anh em luôn. Rất là ngon đúng không? Rồi thì clip của mình chắc có lẽ cũng kết thúc đây thôi. Bạn nào mà muốn nhận kim cương miễn phí thì nhớ là đăng nhập vào shop mình và quay kim cương nhá. Thì chào hẹn gặp lại anh em.